tay chân run rẩy hàng ngày, giọt nước cũng khó tỏ bày cùng ai, ăn cơm cơm đổ ra ngoài, phiền cho con cái tương lai nhọc nhằn, công việc tỉ mỉ khó khăn, cầm bút run rẩy chẳng căn chuẩn hình. Nơi đây có Vương Lao Kiệt, thành phần thảo dược chính từ Thiên Ma Câu Đằng, hỗ trợ giảm các triệu chứng run chân tay sau tai biến do tuổi cao, hỗ trợ tăng cường khả năng vận động. Có Vương Lão Kiệt thật hay, tăng cường vận động run tay chẳng còn. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.